Tôi đòi nói đi, thật ra lúc Thủy Di Tài gặp nạn thì cậu đang ở đâu? Tôi, nhưng mà không thể đưa ra được chứng cứ, không có mặt ở hiện trường. Xin lỗi, tôi phải mời cậu về báo cảnh sát để mình chính thức lấy khẩu cung. Nè, sếp đừng có bắt đại nghiệp. Bắt tài là do tôi giết, do tôi giết. Chị nói cái gì? Chị nói là chị giết ba tôi? Nguyễn Quân à, em nói bậy gì vậy? Tôi không biết, tôi không phải cố ý giết ổng. Tôi nhớ đêm đó, sau khi dẹp tiệm tôi trở về nhà, không thấy đại nghiệp. Tôi sợ nó đi sanh chuyện nên tôi chạy ra ngoài kiếm nó khắp nơi. Tôi nhất định kiếm cơ hội báo thù. Khi đại nghiệp bỏ đi, lúc đó tôi hơi rối loạn, cho nên mới quăng hai thùng xăng đó xuống biển. Tôi nghĩ lại thì cảm thấy không được yên tâm, cho nên mới quyết định đi kiếm Bác Tài để nói vài lời xin giùm cho đại nghiệp. Tôi lên chiếc tàu của Bác Tài. Lúc đầu chúng tôi nói chuyện rất đàng hoàng, nhưng qua một lúc sau, không hiểu tại sao Bác Tài nhảy tới đó ôm tôi, còn có ý đồ xấu nữa. Chị nói láo. Tôi không có nói láo. Lúc đó tôi thiệt sợ lắm. Trong lúc cấp bách, tôi quơ tay lấy cái gạt tàu thuốc ở trên bàn, đánh cho Bác Tài ngất xỉu. Tôi sợ quá nên bỏ chạy luôn. Nếu là vậy thì tại sao chiếc tàu đó lại phát nổ? Trong lúc tôi với Bác Tài tranh chấp với nhau vì sơ ý đá trúng cái nắp của bình ga, tôi sợ quá bỏ chạy ra khỏi tàu. Kế đó thì thấy phát nổ, sau đó tôi đã quên hết. Chị nói bậy, ba của tôi không làm những chuyện như vậy đâu. Bình tĩnh. Lúc này chị nói là chị cùng với ông Tài vật lộn vì sơ ý đá trúng cái nắp bình ga. Dạ đúng. Sau đó đến ngất xỉu ông Tài rồi tức khắc bỏ chạy. Là vậy. Sau lúc chị lên bờ rồi thì chiếc tàu phát nổ. Dạ đúng. Vậy có nghĩa là chị sơ ý đá trúng cái nắp bình ga. Cho tới khi chị bỏ tàu chạy lên bờ, trong vòng 20 mấy phút ngắn ngủi như vậy, tôi thật tình muốn biết là trong thời gian ngắn thì tại sao bình ga có thể nổ lớn như vậy được. Tôi không biết. Hồi nãy chị nói dùng gạt tàn thuốc đánh ngất ba tôi phải không? Phải. Chị nói láo. Ba tôi không có hút thuốc. Vậy trên tàu làm sao có gạt tàn thuốc? Tôi không biết. Tôi chỉ quơ tay nắm đại một món đồ, có thể không phải gạt tàn thuốc. Chị nói cho tôi biết, chị lên tàu đánh chết ba tôi rồi trở lên bờ, lúc đó là mấy giờ? Là 10 giờ mấy. Chị nói láo, chị không phải là người giết ba tôi. Tại vì lúc 10 giờ tôi còn nói chuyện điện thoại với ổng. Có thể tôi không có nhớ rõ về thời gian. Chị không cần phải dựng chuyện làm gì. Thật ra chị đang che chở cho con của chị. Thật ra chị không có giết ba tôi. Quân à, em vốn không có làm mà tại sao phải nhận tội? Vì không đáng làm thì lại làm. Bà tưởng là bà nhận hết rồi thì giúp được tôi hay sao? Bà làm như vậy á, nghĩa là bà nghĩ tôi là kẻ sát nhân thôi. Còn trách má của cháu. Má của cháu làm vậy là vì cháu thôi. Bà đâu phải là má của cháu chứ. Đâu cần bà giúp. Nói thật là đêm đó tôi không có mặt trong làng. Một mình tôi đã đi ra ngoài chơi đánh má và uống rượu. Một mình ra thị xã. Vậy là không có ai có thể chứng minh được. Tôi nói thì sếp không tin, nhưng mà đồng sự của sếp nói thì sếp phải tin chứ. Sếp Lưu, Tuấn đây. Theo kỷ lục của Di Tính, vào ngày 25 tháng 8 năm nay, lúc 10 giờ 10 phút tối, đích thực có một người tên là Trình Đại Nghiệp, là một thiếu niên 16 tuổi, đã xảy ra một cuộc tranh chấp với người ta trong máy chơi game ở đường Tây Y, khu Măng Cốc của Long Thành. Sau đó cảnh sát tới hiện trường điều tra căn cước và cảnh cáo. Cảm ơn. Sao hả? Rốt cuộc để chứng thực tôi có chứng cứ dán mặt ở hiện trường rồi chứ. Còn may mắn. Về đi. Có thiệt không đi? Xem chút nghi quan cho người ta không nói tiếng xin lỗi nào kêu người ta đi hả? Xin lỗi nha, tôi làm lẫn vậy được chưa? Cũng may đêm đó đúng lúc tôi đánh lộn với người ta, và cùng lúc đó cảnh sát cũng hỏi thẻ chứng minh của tôi. Nếu không thì tôi đã phủi đít cho sạch rồi đợi ngồi tù rồi. Đại Nghiệp. Đại Nghiệp. Celine, anh không phải về bố để mà làm công việc. Em về nhà đi. Đại Nghiệp, cô đừng có vậy. Nè, cô có nên nói vô một câu không đây? Nói gì? Lúc trước cô hiểu lầm người ta bẩm tính biến thái, sau đó nói người ta hung thủ giết người. Hiệu trưởng không dạy cho cô hay sao? Hiểu lầm người ta phải nói câu xin lỗi. Cô nói câu xin lỗi rồi xong chuyện hả? Hai cha con của cô cũng đều giống nhau, không có ai là người tốt hết. Đại Nghiệp,
Người ta đã nói bỏ qua rồi, thôi đi. Người ta nói bỏ qua thì sao chứ? Đâu phải là lỗi của tôi đâu. Tôi biết ở trong lòng của bà tôi làm cái gì cũng sai hết trơn á, đúng không? Lần này còn quá đáng hơn. Người ta hoài nghi tôi là sát nhân á, thì bà lại đi nhận tội giùm. Bà nhận tội cái gì chứ? Bà nghĩ bà đang đóng phim hay sao? Dù không đúng đi nữa thì là lỗi của tôi. Tại sao lại đi chửi má cậu? Bà chỉ là quan tâm cậu thôi. Chuyện của chúng tôi cô cần gì lên tiếng chứ? Cái vụ của cô tôi vẫn chưa tính đó. Nói thiệt nha, ba của cô cũng nhiều chuyện vậy. Ông chết rồi tôi vui lắm, tôi khoái lắm đó. Con câm miệng. Ai dạy con ăn nói như vậy? Má thì không, ba con thì càng không. Nếu bà của con nghe được những lời này, ông sẽ chửi má không biết dạy con. Vậy được, con nói người ta vu oan cho con, má không tin con. Vậy con hãy tự hỏi mình, làm sao thì má mới tin con? Con có làm được một hai việc gì để cho má tin con hay không? Con bắt ếch đi nhắc người ta, bị bác tài bắt gặp thì là lỗi của bác tài. Con viết ra những câu tục tiểu chữ bác tài, bác tài chỉ là kêu con hãy lau nó đi thì cũng là lỗi của bác tài. Con làm xe của cô Linh bị dơ, má đi rửa xe giùm cho cô Linh là lỗi của má. Con lấy nước đáy muốn tưới lên chiếc tàu của bác tài, con bị hoài nghi là hung thủ, vậy là con không đúng đó. Chỉ cần biết trong lòng của con, bất cứ chuyện gì con làm đều đúng hết, còn tất cả mọi người họ đều làm sai. Má cho con biết, lần này con không sao là con may mắn thôi. May mắn là lúc đó cảnh sát không có xét giấy căn cước của con, còn nếu không nước sông cũng rửa không có sạch. Sao con vẫn chưa biết sợ, không biết chịu tật này? Má tự hỏi lòng mình, má thì không biết phải dạy con như thế nào. Con nói rất đúng, má không có đủ tư cách làm má của con. Từ nay đừng ai nấy đi. Nguyễn Quân à, chị đừng có nóng nảy như vậy mà. Con đừng có cản tôi. Coi như tôi không biết dạy con cũng được, hay là tại cái thằng quỷ nó dạy không nổi, tôi cũng phải đi. Đừng mà, đừng có như vậy, cũng là lỗi tại tôi. Nếu không phải tôi vu oan cho đại nghiệp thì sẽ không ra nông nổi này. Làm cho hai mẹ con gì mẹ phải con hả ấy. Bao nhiêu năm nay nó chưa hề kêu tôi một tiếng má. Má nuôi nó rất đúng. Tôi với anh Lan đã kết hôn, nhưng vẫn chưa chính thức đại tiệc. Chiếc cây mẫu này không có được danh chính ngôn thuận, tôi chỉ tự chuốc khổ vào thân. Áo mùa đông này đã đem đi giặt ủi rồi, cô kêu cái thằng mất dịch đó tuần sau tới lấy đi. Vậy là chị đi bỏ mặt nó hả? Nếu nó là rồng đã biết bay lên trời, rắn thì kiếm chỗ chui, tôi không có đủ tư cách để lo cho nó. Tiền điện nước đã tới ngày, cô kêu nó đóng đi. Còn nữa nè, tắm xong nhớ tắt lò ga. Nếu chị quan tâm tới nó như vậy thì chị đừng có đi. Tại tôi quá quan tâm cho nó nên đã lãng phí đi 4 năm thanh xuân của tôi. Bây giờ tôi phải tự quan tâm cho tôi nhiều hơn. Cô kêu nó khi bắt đầu niên học thì kiếm người coi chừng cửa tiệm. Thôi khỏi, anh Hải sẽ lo giùm nó. Nguyễn Quân à, đứng lại đi, giờ còn anh Lan. Đây là nhà của anh Lan. Bộ chị bỏ mặt nơi này để đi hay sao? Cái gì cũng là tại anh. Anh đã bỏ gánh nặng lại cho em. Đi một mình không nói câu nào. Cô nói cho thằng mất dịch nó biết, mai mốt tới ngày giỗ của bà nó, nói tự đốt nhang đi. Tại vì bắt đầu từ nay tôi sẽ không làm phiền nó nữa đâu. Chị nghe đây, mấy quá đơn này chị muốn đưa thì tự đưa cho nó, có gì muốn nói thì tự nói với nó, tôi không nói dùm cái nào hết. Nhưng mà chị nên nhớ, hôm nay chị rời bỏ nơi này để đi, chị nhất định sẽ hối hận. Tôi đã rất hối hận, sao lại không bỏ đi từ lâu? Chị có biết không, cả bao lâu nay tôi chỉ lo đi làm việc không để tới ba tôi. Bây giờ tôi thiệt là hối hận lắm. Tôi biết chị đang tranh đấu cực khổ lắm đó, nhưng nếu lúc này chị bỏ rơi đại nghiệp thì trong tương lai nếu xảy ra chuyện gì thì chị cũng sẽ giống như tôi. Chị sẽ hối hận suốt kiếp. Rất cảm ơn cô đã nói ra những lời này, nhưng tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Cháu đã nghe hết rồi chứ? Con không biết làm sao hả? Chú Hải à,
Huy, cái vali này hình như của con mà. Tối ngày cứ lấy đồ của con xài mà không hỏi vậy. Để con lấy hết đồ trong này ra đã. Cái thằng mắc dịch này. Ôi da, đói bụng quá, nấu mì ăn đã. Mọi người đều ăn ha. Tiện tay để tôi nấu mọi người ăn luôn nha. Đừng có ăn mì quá nhiều, không tốt cho sức khỏe. Ây da, không sao đâu, luộc mì ăn cũng được mà. Để mà nấu. Sao vậy? Cứ đi theo tôi, sợ tôi không biết đường về sao? Tôi biết cô có kiến thức rộng, không giống người nhà quê như tôi. Nhưng tôi muốn hỏi cô, cô muốn về bằng con đường này hả? Con đường này có vấn đề gì? Con đường không có vấn đề, nhưng mà căn nhà ở chỗ quẹo cua có mấy con chó săn dữ lắm. Tôi sợ cô đi ngang cả đám nhảy ra sủa cô. Cô lại tới khiếu nại với tôi về vấn đề chó dữ thì phiền phức lắm. Tôi không có ở không như là anh đâu. Nè, nói thiệt nha, tôi tưởng là cô chỉ biết gây phá hoại thôi, thì ra không phải, cũng có tánh xây dựng lắm. Cái này kêu là xét người thì không có nên nhìn bề ngoài đó. Cô cũng biết đạo lý này. Nói thiệt nha, thật ra bản chất của thằng Nghiệp không tệ đâu. Tiếc là má ruột của nó chết sớm, sau đó tới phiên bà của nó. Chỉ là khổ cho Nguyễn Quân thôi. Tôi không ngờ Nguyễn Quân khi nổi giận lại đáng sợ như vậy. Đừng nói là cô, tôi cũng chưa từng nghe cổ lớn tiếng như vậy. Lúc nãy tôi còn tưởng là cổ lấy đồ đi luôn nữa. À, Nhi Muối, chào nghe. Anh hai, mới về hả? Cái gì, anh thức dậy từ sớm đó. Hả? Anh có gì không? Nói thiệt nha, anh hai của em lăn lóc giang hồ nhiều năm, đã đến lúc phải sống bình thường. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ thức sớm, chạy bộ. Em có nghe lầm hay không? Anh đổi tánh rồi. Vì hạnh phúc tương lai của anh, đổi một chút cũng đâu có thành vấn đề. Không có nói nhiều với em nữa, không để tốn thời gian. Hey! Vivian. Anh Nhân. Chào cô. Chào anh. Anh Nhân, bọn anh cũng thích jogging hay sao? Cái gì? Jogging, tức là chạy bộ. Chạy bộ hả? Đúng rồi, mỗi sáng tôi đều chạy bộ mà. Ý, sao ngày thường không thấy anh? Có lẽ mấy bữa đó tôi chạy nhanh quá nên cô không gặp tôi. Hôm nay tình cờ gặp nhau, hay là chạy chung nha, cho nói nhiều một chút. Được, chạy chung. Vivian. Em Nghiệp. Chào chị. Ủa, anh Nhân, sao đúng lúc vậy? Phải, sao đúng lúc quá vậy? Lại có thêm một người. Anh Nhân à, anh đã nói người đông náo nhiệt một chút mà. Vậy rồi, nhiệt độ cao. Come on, let's go. Yeah, Vivian à, mình chạy nhanh chút đi. Tôi thiệt là không tin, tôi là con rồng của thông Mỹ mà lại thua cho cái thằng nhóc con này. Trà chanh. Tự nhiên. Cảm ơn nhiều. Chào. 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 Chú Quân chào. Vivian, uống gì? Coca, cho tôi một ly đá. Được. Ủa, anh Nhân, anh sao vậy? Không thấy sao, chạy bộ đó. Qua anh làm gì vậy? Mấy người không hiểu đâu. Người ta thanh niên trai tráng, còn anh già mà không biết thân. Anh rượt theo vậy mất mạng không biết lúc nào đó. Phải. Mấy người không có hiểu đâu.
Tôi hiểu rồi. Tôi cũng hiểu. Nhân, anh uống gì? Một ly nước đá. Vivian à, hay là chạy thêm vài vòng nữa đi. Được, bye bye. Bye bye. Ôi ôi, cái thằng nhóc này rõ ràng muốn khiêu chiến với anh đó. Phải rồi, có chết cũng mặc kệ. Chết cũng mặc kệ. Chạy bộ vậy hả? Phải, cả người của em đều mồ hôi. Lên tắm đã. Sao hả? Đánh xong report rồi à? Là báo cáo mà, đánh cho tới lúc nào mới xong được hả? Ghi lại kỹ càng quá, định trở ra làm tiếp hả? Phải, ông chủ của em theo lại cái project nên theo dõi thời thế bên Mỹ thôi. Em thì tốt rồi, còn anh tạp chí kinh tế send email vậy là xong chuyện. Anh thì khổ, đánh mấy cả ngày cũng chưa có xong report. Đánh mấy report nhưng mà lâu quá vậy? Thì case của bác trai đó. Chuyện của ba em chưa xong, tại sao đánh report? Selina, chuyện của bác trai đã xảy ra lâu lắm rồi. Báo cáo của sở cứu hỏa cũng ghi rõ ràng, chuyện này không có gì đáng nghi. Và anh cũng điều tra lâu lắm rồi, tìm không ra được điều gì. Vậy cũng phải kết thúc chứ. Em mà kệ, nếu ngày nào chưa biết được chuyện gì đã xảy ra cho ba em thì mọi việc chưa thể kết thúc. Selina, hãy bình tĩnh, nghĩ lại câu nói của em đi. Em sẽ biết không có ý thức chút nào. Phải, em không ý thức là bởi vì em tin anh giúp em. Bởi vì làm cho anh phải viết report. Anh yên tâm, từ nay em sẽ hành động một cách ý thức, không làm phiền đến anh, em sẽ tự mình lo việc này. Ok. Nếu mà em cảm thấy như vậy làm cho em dễ chịu, anh không có ngại đâu. Vivian, chuyện gì vậy? Cái giỏ ốc của ba tôi. Cái giỏ ốc mà ba tôi thích nhất, tại sao lại gãy nát hết vậy nè? Sorry, khi nãy em vô đây lấy đồ, không để ý đã làm rớt. Thôi đi, không liên quan tới cô. Sorry chị Linh, em không phải là cố ý đâu. Thôi bỏ đi, đã bị gãy hư rồi. Coi chừng bị cắt tay, đem giật bỏ. Bỏ cái gì chứ, tại sao lại bỏ? Chị Linh à, em... Chị biết em không có ý, chị không trách em. À, nói thiệt nha, lúc sáng mới ăn sáng mà sao đói bụng quá vậy? Hay là mình đi ăn trưa sớm một chút đi? Em không đi đâu, em ở nhà nấu mì ăn được rồi. Chị Linh à, đi đi. Chị không đi, chị mệt lắm, chị không muốn đi. Chị thì không có giận em hả? Giận chứ. Nếu lát em không mang ly đồ đỏ về cho chị không biết mình xàm ra cái gì. Đúng rồi, luôn tiện mua giùm cho anh một ly nước thơm. Anh Fred, anh có không đi hả? Anh nói đi ăn trưa mà. Hiếm khi chị của em đích thân xuống bếp mà. Cho dù là có tiệc anh cũng không ăn đâu, có phải không Salim? Vậy em không quấy rầy anh chị, em kiếm muối nhỏ để ăn với em. Hai người vui vẻ. Nếu mỗi ngày đều được như vậy thì dù biết mấy. Hình như không phải. Em còn nhớ có người nói với em là do tới trong này thì không có đồ hộp, không có mì ly, chỉ được cái yên tĩnh mà thôi. Buồn muốn chết. Nếu mà chính tay của em nấu thì mì ly cũng trở thành vị cá đó. Vị cá thì không có đâu, hành ngò thì cho thêm một chút. Cũng được, nếu mà do em nấu thì cái gì cũng ăn. Nhầm nhở quá. Còn nhớ không, năm ngoái mình có đi Pháp chơi, ăn món thịt ngỗng chiên, bánh rượu ngọt, trứng cá thu đen. Còn nữa, nhím biển Đại Tây Dương. Nhưng mà em khoái nhất là cái loại mì nấm màu đen của họ. Cái loại nấm đó hả? Thiệt là lớn, thiệt là ngon. Hồng Kông không có bán. Nè, hay là như vậy, mình lập tức mua hai cái vé đi Pháp, đi qua Pháp ăn được. Đi Pháp hả? Đúng rồi, thì coi như là đi giải bụng cho vui, có được không? Đi Pháp thì lúc nào lại đi chẳng được chứ. Nhưng mà bây giờ thì làm ơn, chịu khó ăn một chút mì hành ngò đi. Được. Đúng rồi, tối nay anh có chuyện đi ra ngoài, khuya một chút mới trở về, đừng có đợi anh. Được. Thank you.
Cây cầu bằng gỗ mà cô cũng sợ. Tôi đã nói với anh là tôi té xuống biển ngay chỗ này. Nhưng mà tôi thì không hiểu, cô chỉ mới mấy tuổi đầu thôi, sao chạy ra chỗ này chơi? Tôi nghĩ là phóng sanh mấy con cá thôi mà. Cô thì có lòng như vậy hay sao? Nói ra anh cũng không tin. Thật ra lúc đó tôi cứ nghĩ có ai đã đẩy tôi xuống nước đó. Đã nói cái bệnh ảo tưởng bị làm tổn thương của cô đã có từ lúc nhỏ rồi đó mà. Đã nói là có nói anh cũng không có tin mà. Nhưng mà từ khi tôi bị té xuống nước rồi, tối ngày tôi cứ mơ thấy cùng ác mộng. Hễ thấy ác mộng đó là có chuyện xấu xảy ra. Dạo trước tôi cũng nằm mơ thì ba tôi xảy ra chuyện. Tôi nghĩ cô nên coi bác sĩ tâm lý. Thật ra nếu muốn khắc phục về ám ảnh tâm lý của mình thì phải coi cô. Cô càng đảm bước tới một bước không đi. Ra bến tàu. Cô càng đảm không hở. Anh tưởng là bác sĩ tâm lý à? Khoan là cái đã. Mở mắt ra coi kỹ đi. Nè, đã đứng ở đây rồi. Đã nói là không sao. Nè. Ê, đừng mở. Lần sau muốn gây cứng hơn thì dạy cho cô bơi nha. Anh không phải tốt bụng như vậy. Anh muốn tôi bị chết chìm. Hờ, vậy mà cô cũng đoán được. Ê, làm gì vậy? Ngồi đi làm gì nữa. Ngồi. Ngồi đi. Anh à, đang lý tôi định tới nhà kiếm cô. Bây giờ thấy cô đây không cần đi kiếm nữa. Nè, trả lại cho cô. Có lộn hay không? Tặng đồ cho người ta. Đáng lý này quá đẹp một chút chứ. Thứ nhất, cái vật này là của cô. Trả vật về chủ cũ không phải là tặng đâu. Thứ hai, tôi cảm thấy đồ bên trong quan trọng hơn là giấy gói bên ngoài. Anh thiệt là trả đôi giày lại cho người ta thì cũng phải làm cho sạch một chút chứ. Tính của tôi xưa nay không có thích lau giày. Ê, tôi thấy người ta ngồi dưới bến Trung Hoành, thấy người ta cứ dịch dịch dây. Bộ câu được sao? Đó là câu cá. Là lấy mồi cá gắn vào cái lưỡi câu. Khi cá cắn mồi thì lập tức giật cái lưỡi câu lên liền. Mỗi lần được một con thôi. Tôi bây giờ câu cá bùn. Bởi vì cá bùn thường lội từng đàn với nhau, quăng cái cần câu nhiều lưỡi xuống, đợi tụi nó bơi ngang qua, giật một cái ít nhất được mấy con. Chì, vậy chứ là câu ẩu thôi. Cô muốn thử câu ẩu không đây? Cũng được, hơn nữa tối nay cũng chưa có tiếp một gì. Câu cá rồi bụng cũng tốt. Cởi giày ra đi, cô chừng bị ướt. Dùng cách nào? Quăng lưỡi câu xuống. Hey. Ê, anh có cách nào lần nào cũng tới ba con lận? Là số may mắn thôi, khó học lắm. Cô biết có phải là bị chuyện không? À, câu quá, câu được cá rồi nè, câu được rồi. Nè, nè. Có lộn hay không? Mà giúp tôi gỡ nó ra đi. Được nhà, rồi, làm cái cô trước nha. Cái kia. Xin mời.
Loại mì nấm đen của Pháp mà em thích ăn nhất. Rượu Champagne năm 93. Ok. Cheers. Cheers. Mỗi lần nghe bản nhạc này em thường nghĩ đến cái phim Friends Kiss. Anh có nhớ không? Lần trước đang lấy mình đi qua Mỹ du lịch rồi. Kết quả cũng vì cái phim này mà mình đã đi Pháp đó. Nhớ chứ. Em còn nói là cái phim lãng mạn lắm. Nhưng mà cho dù em có gặp được Kevin Kahn thật sự bên Pháp đi nữa, thì anh nghĩ em cũng chưa chấp giống như nữ dây chánh mẹ Friend. Vì một tên trộm đã đem hết gia tài của mình ra để mà giúp hắn thực hiện mộng tưởng. Cũng bởi vì trong thực tế không có chuyện như vậy, cho nên mình mới cảm thấy cái phim đó lãng mạn. Cũng giống như em vậy, làm gì tài chánh, cái gì cũng phải nói tới hối đoái. Nếu như đã thấy được nguyên nhân không rõ ràng gì mấy, không lẽ em còn nhào đầu vô? Như vậy thì dũng tính biết mấy. Nếu mà em nói vậy thì các coi như là Matt Ryan đã tuyệt giống rồi. Em đúng là người giết hết mộng tưởng của đàn ông tụi anh. Be fair, nếu đổi ngược lại người đó là anh thì anh không ngại bối cảnh của mỗi một người, không ngại về khoảng cách của đôi bên, đem hết tất cả để mà cống hiến ra. Anh nghĩ anh có làm được hay không? Dù cho bây giờ có một Mike Brian ở trước mặt anh, em nghĩ chưa chắc anh bằng lòng đâu. Cho nên anh không có thích Mike Brian. Anh thích em. Đứng lại đó. Em đi đâu về? Khuyên như vậy mới về. Vì em tưởng chị với em rét ăn cơm kiểu Tây, thế giới của hai người, sợ hai người tình cảm thêm nồng thì không nhịn được, lửa gần rôm thì sẽ cháy. Em đi đâu mà học được những câu như vậy chứ? Vậy bữa ăn tối của chị ra sao? Wow, giá tiền của bữa ăn này đủ cho chị mua một vé máy bay bay qua Pháp, ăn xong một bữa rồi bay trở về. Cho nên chị cảm thấy thật là phí tiền. Đó là ý tốt của anh Brad mà. Bởi vì thấy được ý tốt của ảnh cho nên mới chịu ảnh thôi. Wow, chị Linh à, chứ thì là vô lương tâm đó. Người ta đối với chị tốt như vậy mà chứ cứ làm như là gượng gạo quá. Hồi sáng này thọt lét chị cũng không chịu cười, bây giờ có chị kìa. Ấy, nè đừng. Ấy, đừng có giỡn nữa, không giỡn nữa đâu. Nè, ngồi xuống đi. Chị cười như vậy mà không có liên quan tới anh Brad sao? Em đừng có để cho anh nghe được, thì anh sẽ nghĩ là anh rất quan trọng đối với chị, như vậy thì hư chuyện hết. Không liên quan tới anh Brad, tại sao chị lại vui như vậy? Là bởi vì một con cá. Em biết không, khi nãy chị ngồi bến tàu để câu cá riêu, kết quả là trong đội của chị đã câu được một con cá đầu tiên. Sau đó chị nghĩ là đích thân vào bếp để nấu cá bùn riêu. Hả? Không có liên quan tới anh Brad. Vậy anh làm cả đêm uống hết tâm trí rồi. Thực ra anh làm như vậy chị cũng appreciate. Chị appreciate? Anh Brad cũng đối với chị không tệ. Anh thấy chị không được vui đã đi mua đồ ăn phát cho chị vui mà. Không biết sao chị có vẻ em thấy như là chị không có quý ảnh mấy. Thật ra anh Fred, ảnh là một người đàn ông tốt. Ảnh có sự nghiệp, ảnh có kinh tế căn bản. Ảnh thật ra là một người bạn trai rất tốt. Nhưng mà ảnh hình như là thiếu một cái gì làm cho chị cảm thấy không an toàn yêu ảnh. Chị phải suy nghĩ. Còn thiếu gì? Cảm giác an toàn. Ý của chị là ở bên cạnh ảnh, chị không cần lo bất cứ chuyện gì, even ngay cả sinh mạng của mình nữa. Anh Fred là cảnh sát, vậy chứ không đủ an toàn sao? Không phải là sự an toàn bề ngoài, mà là sự an toàn về tâm hồn. Nè, nói như vậy, ảnh ở bên cạnh em thì em không phải lo gì hết. Even mạng của mình cũng có thể giao cho ảnh. Vậy là sao? Có nghĩa là
kêu em đừng có đụng ai cũng giao mạng sống cho họ, có hiểu không? Vậy chị dạy cho em thêm 4 chữ nữa: ngày mai chào sớm. Không hiểu hả? Không hiểu thì về phòng mà suy nghĩ. Nè, nếu không hiểu thì tra từ điển đi hả? Nếu như mà kêu em Fred học cách nấu cá riêu, có thể nào có cảm giác an toàn hay không? Riêu cái đầu của em. Đi đi, cản trở chị đi ngủ. Có thể nào giao mạng sống của mình cho ảnh không? Đâu có thể nào chứ. Vivian, cái tô cháo này là lần đầu tiên chính tay chị nấu cá riêu bùn đó. Em nhất định phải ăn thử một chút. Ừ, thơm thiệt. Coi chừng nóng. Cá này là cá riêu bùn hôm qua chị câu đó. Có ngon không? Không ngờ chị khéo tay như vậy. Thiệt hả? Dặn thêm vài chén. Hello, coi nè. Hi. Đồ ăn sáng kỹ pháp còn nóng hổi do người chuyên môn giao tới. Đang ăn gì đó? Là cháo cá riêu, chính tay của chị lên nấu đó. Cháo cá riêu. Anh không cảm thấy ngày nào cũng ăn xúc xích với trứng gà không chán hay sao? Thỉnh thoảng ăn cháo cũng tốt lắm, có chữa cho anh đó. Cá này là do chị Linh câu được, anh ăn thử đi. Em đi câu cá lúc nào vậy? Phải, hôm qua khi đi ngang bến tàu thấy anh Hải đang ngồi câu cá riêu. Thấy anh câu vui quá cho nên em cũng bắt chước. Thật ra câu cá riêu cũng vui lắm, nếu mình giật mạnh quá thì mấy con cá sẽ không tin mình, nếu giật nhẹ quá thì không thể câu được nó. Chị biết là gây cấn lắm. Vui như vậy hay là bữa nào mình đi chung đi? Được, lần sau đi chung. Đừng chỉ lo ăn cháo, ăn thử đồ ăn sáng của Pháp đi, Vivian. Đồ ăn kiểu Pháp cũng là bánh mì với trứng gà. Em thích ăn cháo thôi. Celine, bà nói là lo ăn cháo cho nhẹ bụng mà. Anh cũng ăn thử đi. Còn đồ ăn sáng của anh thì sao? Anh Fred, anh ăn mạnh như vậy hay là anh ăn hết đi hả? À phải, lát nữa em ra ngoài để lấy thư với lại lấy áo. Lát nữa anh rảnh, anh chở em đi. Em cũng đi. Được. Chào, chào Duy Hoàng Dị Thuộc. Chào. Hai người ra ngoài thị xã hả? Dạ phải, ra ngoài lấy đồ. Ý Duy Hoàng Dị Thuộc, mua nhiều đồ như vậy làm gì, mở party hả? Không phải, ngày mai là kỷ niệm sinh nhật của anh Tài, cho nên chúng tôi mua nhiều đồ một chút để cúng bái cho long trọng đó mà. Sinh nhật? Phải đó Linh, ngày mai kỷ niệm sinh nhật của bà cháu. Cháu nghĩ sẽ làm gì? Sao lại kỷ niệm sinh nhật? Kỷ niệm là vì người ta khi sống thì gọi là sinh nhật, khi qua đời thì gọi là kỷ niệm sinh nhật. I see. Kỷ niệm sinh nhật cái gì? Bây giờ ba cháu chỉ mất tích thôi, bỗng chết thiệt rồi sao? Nhưng mà anh Tài đã mất tích bao nhiêu ngày rồi? Mất tích bao nhiêu ngày có nghĩa là chết hả? Chỉ biết ngày nào chưa kiếm được ổng, ngày đó cháu vẫn còn hy vọng. Đúng vậy, hiện giờ cảnh sát của chúng tôi liệt dự án của ba Celine là một sự mất tích để mà xử lý. Ê, tại vì năm nào chúng tôi cũng tổ chức mừng sinh nhật cho anh Tài, bây giờ ảnh đã mất rồi, chúng tôi nghĩ là mua chút đồ cúng bái để bày tỏ lòng thành thôi. Em nghĩ là mấy cổ cũng đi ra thị xã, đừng có làm mất thì giờ nữa. Còn kỷ niệm sinh nhật? Đi. Còn nói là bạn thân của ba tôi mấy chục năm, ai cũng vậy, được coi như ông chết rồi. Tôi phải nói bao nhiêu lần họ mới tin là ba tôi chưa chết đây. Thôi đi, đó cũng là lòng tốt của họ. Phải rồi chị Linh, lên xe đi. Lên xe. Người Trung Hoa thì là lạ quá, sinh nhật của người chết mà cũng ăn mừng. Không biết là có cần mua bánh sinh nhật hay không. Celine à, hãy đi uống trà nha. Sao cũng được. Hơi, em thiệt đáng trí. Ngày mai là sinh nhật của uncle mà em cũng không nhớ, thiệt là tệ. Còn nói Vivian, anh nghĩ đi đâu uống trà còn tốt hơn. Đi đâu cũng được mà.
Thôi chết, em để quên quà sinh nhật của anh cổ ở bên Mỹ rồi. Em nhớ mới vài năm rồi, ăn mừng sinh nhật của anh cổ trong làng. Ân cổ hát cải lương, tụi em chơi vui biết mấy. Tệ nhất là chị Linh, hôm đó có việc làm không tới được. Nếu không ân cổ, có lẽ sẽ vui hơn nhiều. Ngừng xe. Chị Linh làm gì vậy? Bọn em nói sai sao? Em kỳ quá, nói không có ngừng miệng. Cái gì chứ? Celine, thôi bỏ đi, Vivian không cố ý đâu. Em không phải giận Vivian, em chỉ tự giận mình thôi. Đã bao nhiêu năm nay em thì không ăn mừng sinh nhật của bà, em chỉ lo làm việc mà thôi. Sau đó thì chỉ bù lại sinh nhật cho bà. Năm nay em định là khi xong hết các công việc của em thì em sẽ cùng bà đi du lịch. Em thì có ý như vậy. Anh biết rồi. Thôi bỏ đi. Chuyện lúc trước em có tự trách cũng vô dụng. Bây giờ em cần phải vui vẻ trở lại. Đừng để cho mình chịu áp lực nữa. Hả? Em cũng muốn lắm, nhưng người đó là ba của em, em không thể nào quên được. Cảm ơn cô. À, bây giờ cử động nhẹ một chút đi. Sao hả? Có thấy đau hay không? Không đau nữa. Ok. Lúc trước cô chỉ bị nứt xương nhẹ, không có nghiêm trọng đâu. Khi nãy tôi đã khám qua bắp thịt và khớp xương đều có phản ứng bình thường. Nhưng tạm thời cô không thể làm những việc nặng được. Bác sĩ, tôi hoàn toàn đã quên hết những sự kiện đã gây ra tai nạn cho tôi. Tôi muốn biết tới khi nào tôi mới nhớ được. Câu hỏi này của cô tôi nghĩ khó trả lời. Bởi vì theo tình trạng của cô thì mỗi người mỗi khác. Có người không bao lâu thì nhớ lại được, nhưng có người có thể là suốt đời cũng không hồi phục được trí nhớ. Nhưng tại sao tôi lại nhớ được một chút? Như vậy cũng không lạ đâu. Bởi vì ký ức là một điều rất kỳ diệu. Nếu đột nhiên cô gặp được một điều gì kích thích thì có thể trong bộ não của cô sẽ phát ra một phản ứng đặc biệt, thậm chí có thể làm cho chúng ta nhớ lại những chuyện đã quên. Thưa bác sĩ, tôi có thể làm gì để cho đầu óc được nhớ lại? Dù có cũng không đề nghị làm vậy đâu. Bởi vì nếu ước đoán sai lầm thì hậu quả rất là tai hại. Ký ức đối với cô thật quan trọng như vậy hay sao? Nè, bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nói tay của em đã không sao, nhưng không thể làm việc nặng. Việc nặng nhọc đã có anh và Đại Nghiệp làm rồi. Khi nãy bác sĩ nói ổng không có cách làm cho em nhớ lại chuyện lúc trước. Em lại muốn nhớ chuyện lúc trước? Em đã hứa với cô Linh, nếu em nhớ lại em sẽ lập tức nói cho cô biết, để cô hiểu được sự thật về cái đêm bác tài xảy ra tai nạn. Thôi bỏ đi, nếu bác sĩ nói như vậy thì cứ để cho tự nhiên. Cứ để tự nhiên. Cái gì? Làm kỷ niệm sinh nhật cho anh Tài? Dạ phải bà Mau. Bà cũng biết anh Tài chết thê thảm như vậy, nên chúng tôi nghĩ là làm kỷ niệm sinh nhật để cho ảnh yên lòng mà lên đường. Ờ. Bà Mau, mấy cái này thì bà sành nhất mà. Vậy là phiền bà giúp một tay nghĩ coi phải làm cách nào đi. Ồ, thì cứ làm đại cho có lệ là được rồi. Vậy đâu có được. Đâu có thể làm đại làm cho có lệ được chứ. Dù gì mình cũng là quen với anh Tài cả mấy năm rồi. Bây giờ ảnh đã có chuyện, nếu như chúng ta không tận lòng một chút, lỡ anh chết không nhắm mắt thì sao? Vậy hai người muốn làm sao thì cứ việc làm đi. Chúng tôi không có nghĩ qua là làm cách nào. Phải. Chúng tôi nghĩ là cầu siêu cho ảnh, để cho ảnh không bị làm cô hồn vô chủ dưới suối vàng cũng được yên thân. Phải. Chà má nuôi, bà Mau mới tới hả? Phải. Quà có nhiều đoạn như vậy để tiệc hay sao? Trời. Mau nhổ nước miếng nói lại đi. Mấy thứ này là để cúng tranh tài. Hả? Cúng bắt tài? Phải, chúng tôi định làm kỷ niệm sinh nhật cho ổng. Mấy cái chuyện này là do con gái của ổng làm, cần chi mình làm? Lúc nãy gặp cổ cũng đã hỏi qua rồi, nhưng hình như là cổ không muốn làm cái việc này. Thì cha biết không, cổ còn giận nữa đó. Cổ nói là ngày nào chưa kiếm được xác của bà cổ thì cổ vẫn còn có hy vọng. Làm như chúng ta thông đồng với nhau trù chết bà cổ. Nè, bà Mau à, bà Mau à, có sao chứ? Để cho nó dễ cho. Bà có sao?